Trên một số chức năng nó ra là à, kể cả shop thì mình cũng được điều chỉnh hoàn toàn là không được như vậy. Cái cách hiểu như thế là đúng ạ. Trong một số trường hợp mà chúng ta shop chúng ta không được quyền điều chỉnh đâu. Vì vậy cho nên là hôm nay chúng ta phải nghiên cứu xem những trường hợp nào thì chúng ta mới được quyền điều chỉnh và những trường hợp nào sẽ không được quyền điều chỉnh. Nào, nó xuất phát từ câu chuyện như sau. Thứ nhất là xuất phát từ những nguyên tắc, xuất phát từ nguyên tắc mà được xây dựng trong luật quản lý thuế. Đó là gì ạ? Đó là doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ thuế thì chúng ta thực hiện trên cái nguyên tắc đó là doanh nghiệp tự khai, tự khai, khai tự gì nữa, tự nộp, ngoài đi nộp hộ ông bà tự nộp. Và đương nhiên như là Hải nói tự chịu trách nhiệm. Trước đây thì là các doanh nghiệp của chúng ta khi thực hiện nghĩa vụ thuế là theo hướng dẫn, cho nên là ngày xưa chúng ta có cái tên gọi là những người mà có trách nhiệm và hướng dẫn chúng ta ấy, thì người ta gọi là gì ạ? Là cán bộ quản lý. Cán bộ quản lý. Nhưng mà bây giờ có gọi là cán bộ quản lý không ạ? Không, người ta chỉ gọi là cái gì ạ? À, cán bộ thuế. Chứ không gọi là cán bộ quản lý nữa. Là do cái nguyên tắc của chúng ta là nguyên tắc là tự khai, tự nộp và cho nên ở đây mình thấy rằng là nó có bao nhiêu trách nhiệm, trong này có bao nhiêu trách nhiệm, có ba trách nhiệm. Thứ nhất khai là anh phải tự khai, anh phải tự xác định xem là cái thời điểm nào anh phải khai, đúng không, khi nào anh bắt đầu khai, đúng nhỉ? Khi nào thì chúng ta phải bắt đầu phải khai rồi á, khi nào bắt đầu phải khai, khi nào nhỉ? Hả? Sao em? Khi nào? Khi doanh nghiệp được thành lập. À đúng rồi, khi doanh nghiệp được thành lập. Gì nữa? Tôi thành lập rồi đấy. Nhưng mà tôi, doanh nghiệp của tôi không có nghĩa vụ về thuế tiêu thụ đặc biệt. Khi nào tôi phải khai? Thành lập là tôi đã phải khai chưa? Thì có phải xin phát sinh nghĩa vụ thuế. À đúng rồi. Nghĩa vụ. Chúng ta bắt đầu phải khai kể từ khi bắt đầu phát sinh gì ạ? À phát sinh nghĩa vụ thuế. Phát sinh nghĩa vụ thuế. Phát sinh nghĩa vụ thuế. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không hiểu cái này. Không hiểu cái từ là phát sinh nghĩa vụ thuế này. Cho nên là đối với cả, tôi lấy ví dụ này, đối với cả thuế giá trị gia tăng, đối với thuế giá trị gia tăng, chúng ta phát sinh nghĩa vụ thuế kể từ khi nào ạ? Chúng ta phát sinh nghĩa vụ thuế kể từ khi nào nhỉ? À đúng rồi, khi mà bắt đầu phát sinh gì? Phát sinh gì ạ? À phát sinh hoạt động mua bán, chính xác là như vậy. Phát sinh hoạt động mua bán. Vì thế cho nên nó mới có cái thuật ngữ là gì nhỉ? Là kể từ khi mà doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. Bắt đầu hoạt động là chúng ta bắt đầu hoạt động là kể từ khi nào? Bắt đầu hoạt động có phải là căn cứ vào cái giấy phép không ạ? Không. Không. Giấy phép nó chỉ chứng minh cái gì thôi? Chỉ chứng minh cái gì ạ? À chỉ chứng minh rằng là doanh nghiệp bắt đầu được tồn tại thôi. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà đầu tiên khi mà họ bắt đầu tồn tại, tức là khi mà có giấy phép, thì họ chỉ được tính bắt đầu hoạt động là kể từ khi nào ạ?
giấy phép này để chứng minh cái thời điểm thành lập này. Nhưng mà cái khái niệm mà chúng ta hay dùng ấy, thì lại không phải là kể từ khi thành lập, mà thông thường là người ta nói là kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. Mà bắt đầu hoạt động là tính từ khi nào ạ? À, bắt đầu hoạt động đối với thuế giá trị tăng là bắt đầu từ chúng ta bắt đầu có hoạt động mua vào. Nào, cái khoản đầu tiên, cái khoản mà chúng ta mua đầu tiên, chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta chi phí đầu tiên, thì đấy là bắt đầu có hoạt động mua bán. Nhưng thông thường thì hai cái thời gian này với nhau này thì sao thường rất khó phân biệt. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì khi chúng ta thành lập là ngay lập tức là ít nhất là đã có cái hoạt động mua bán diễn ra đấy rồi. Đó là hoạt động gì ạ? À đúng rồi, hoạt động là chúng ta bỏ ra chi phí thành lập công ty. Bỏ ra chi phí thành lập công ty. Mà chi phí thành lập công ty thì ngay lập tức là có gì rồi? Có chi rồi. Đúng không ạ? Đấy, có chi rồi. Và vì thế cho nên là sao? Là thông thường thì cái khoảng thời gian mà bắt đầu thành lập, cái thời điểm bắt đầu thành lập với cả cái thời điểm bắt đầu hoạt động này đối với cả những vụ thuế là gần như nó diễn ra sao ạ? Nó diễn ra đồng thời. Nó chỉ có sự khác biệt trong trường hợp là những cái doanh nghiệp mà được thành lập theo quyết định thành lập. Ví dụ như là sau này sang thuế thu nhập doanh nghiệp mình sẽ học. Đó là với những cái doanh nghiệp mà của Bộ Quốc phòng chẳng hạn, họ sẽ không phải làm thủ tục đăng ký thành lập và qua sở kế hoạch đầu tư đâu, mà họ sẽ do Bộ Quốc phòng họ ban hành một quyết định thành lập một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng. Và vì thế cho nên là nó sẽ không có phát sinh cái gì ạ? Nó sẽ không có phát sinh cái hoạt động chi phí này để thành lập này. Nhưng với chúng ta thông qua cái sở hữu đầu tư thì chúng ta phải lập chúng ta phải chi cái gì, ít nhất là phải chi cái gì ạ? Tôi không nói đến việc là đi thuê ngoài nhé, ít nhất là phải bỏ ra tiền gì nhỉ? Phí thành lập doanh nghiệp, đúng không? Và cái này là theo danh mục theo biểu của nhà nước, đúng không? Yeah, bắt đầu nó như vậy là đã phát sinh hoạt động mua bán chưa ạ? Phát sinh rồi. Cho nên với những cái doanh nghiệp của chúng ta là thông thường về thuế giá trị tăng là tại sao chúng ta phải khai ngay từ đầu là vì thế. Thông thường là đối với thuế giá trị tăng kể cả là chúng ta chưa có một cái tờ hóa đơn đầu vào được, tờ hóa đơn đầu ra nào cả. Lúc đấy chúng ta vẫn gọi với nhau bằng một cái thuật ngữ gì đấy, chạy trắng đấy, chạy trắng đấy, đúng không ạ? Thì cho dù là chúng ta chưa có một cái tờ hóa đơn mua vào, tờ hóa đơn bán ra nào nhưng đã có hoạt động mua bán thì tức là chúng ta đã phải thực hiện cái nghĩa vụ khai thuế, bởi vì lúc đó bắt đầu phát sinh nghĩa vụ thuế rồi. Hay là đối với thuế thu nhập doanh nghiệp cũng vậy, thuế thu nhập doanh nghiệp cũng vậy. Thuế thu nhập doanh nghiệp thì nếu như với những cái doanh nghiệp mà thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai theo phương pháp kê khai tức là gì đấy ạ? Tức là chúng ta tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp là doanh thu trừ đi gì ạ? Trừ đi chi phí. À, thì chúng ta thấy rằng là cái thời điểm bắt đầu phát sinh nghĩa vụ thuế là thời điểm nào đấy ạ? Thời điểm nào ạ? Bắt đầu phát sinh nghĩa vụ thuế là thời điểm nào đấy ạ? À, hoặc anh bắt đầu phát sinh gì? Doanh thu. Hoặc anh bắt đầu phát sinh gì ạ? Chi phí. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta mới thấy này, kể cả là cái năm đầu tiên mà doanh nghiệp chưa có doanh thu nhưng chắc chắn chúng ta đã bắt đầu phát sinh gì rồi? À, chi phí rồi. Cho nên là chúng ta đã bắt đầu phải khai thuế rồi, đối với thu nhập cá nhân rồi, đúng không ạ? Nhưng đối với cả thuế thu nhập cá nhân thì câu chuyện lại khác hẳn. Thuế thu nhập cá nhân thì câu chuyện lại khác hẳn luôn. Đây ạ, thuế thu nhập cá nhân thì cái thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế là thời điểm nào ạ? Đó, phát sinh để trả thu nhập.
À phát sinh trả thu nhập. Trả rồi. Phát sinh trả thu nhập. Tại sao nhỉ? Tại sao em? Cái mà vừa nói đấy, phát sinh trả thu nhập thì tại sao? Đối với thu nhập cá nhân này lại từ thời điểm phát sinh trả thu nhập. Tại sao ạ? Bởi vì doanh nghiệp có trách nhiệm mà phải gì ạ? Phải gì ạ? Kê khai thay. Khai. À, doanh nghiệp phải có trách nhiệm khấu trừ. Phải có trách nhiệm khấu trừ. Khi mà anh phát sinh hoạt động trả thu nhập. Đó. Và kể từ đây, từ cái thời điểm mà anh bắt đầu phát sinh trả thu nhập tức là gì đây? Là anh phải có trách nhiệm là khấu trừ. Và khấu trừ thì ngay lập tức là phát sinh nhiệm vụ gì? Thu nhập cá nhân. Đó. Cho nên chúng ta mới đến này. Khi nào như vậy, khi nào tôi phát sinh trả thu nhập ạ? Khi nào tôi phát sinh trả thu nhập ạ? Hãy nói ngược lại này. Vậy cái thời điểm trả thu nhập này là chúng ta dựa trên cái gì? Nó sẽ xảy ra hai tình huống nha. Tình huống một. Tôi chưa phát sinh trả thu nhập. Trong trường hợp đó là gì ạ? Tôi thành lập doanh nghiệp. Nhưng mà doanh nghiệp của tôi làm sao? Doanh nghiệp của tôi làm sao ạ? Doanh nghiệp của tôi là không có gì? À, không có lao động. Đúng rồi. Không có lao động. Có chứ làm nào doanh nghiệp không có lao động ạ? Có chứ. Đúng không ạ? Tôi thành lập nhưng mà chỉ có mỗi giám đốc thôi, mỗi chủ doanh nghiệp thôi, người lao động thì chưa có. Mà chủ doanh nghiệp thì có phải là người lao động không ạ? Chủ doanh nghiệp có phải là người lao động không ạ? Ờ, chỉ ra chưa chắc, đúng không? Chủ doanh nghiệp họ chỉ là nhà đầu tư, còn họ có lao động hay không thì cái câu chuyện đó lại là câu chuyện khác. Như vậy là khi chúng ta chưa có lao động, tức là chưa phát sinh trả thu nhập, thì chúng ta cũng chưa phải khai thuế thu nhập cá nhân. Đấy, từ khi phát sinh thì cũng thuế. Trường hợp thứ hai, đối với thuế thu nhập cá nhân, tôi có lao động rồi, nhưng mà chưa chắc tôi đã phải khai thuế. Chưa chắc tôi đã phát sinh nhiệm vụ thuế thu nhập cá nhân. Là trong trường hợp nào ạ? À đúng rồi, chưa trả. Tiền. Chưa trả lương. Bất cứ một khoản thu nhập nào cả, đúng không? Tôi lấy ví dụ này, cái này rất nhiều này. Ví dụ như doanh nghiệp này họ được thành lập vào tháng 12, hoặc là tháng 12 thì họ mới bắt đầu gì? Có thuê lao động. Thế thì tháng 12 có thuê lao động. Hợp đồng lao động có chưa? Có rồi. Có người lao động chưa? Có rồi. Nhưng trả thu nhập có chưa? Chưa. Bởi vì thời điểm trả thu nhập thông thường là thời điểm nào ạ? Thời điểm tháng sau. Lương tháng 12 thì bao giờ cũng được trả vào gì? Vào tháng 1. Ừ, đúng rồi. Cho nên với những doanh nghiệp đó là hoàn toàn là đã phát sinh trả thu nhập chưa? Chưa. Mà chưa phát sinh trả thu nhập thì chúng ta có phải thực hiện nghĩa vụ khai thuế không ạ? Không. Đấy. Sau này sang thuế thu nhập doanh nghiệp mình sẽ thấy này. Là đối với thuế thu nhập cá nhân mình sẽ thấy này. Đối với cả thuế thu nhập cá nhân là người ta căn cứ vào thời điểm trả thu nhập. Vâng. Thời điểm trả thu nhập để xác định nghĩa vụ thuế. Chứ không phải là thời điểm phát sinh. Các khoản phải trả đấy. Đối với cả cái thuật ngữ phát sinh các khoản phải trả từ tiền lương tiền công, cái đó là khái niệm của kế toán. Thì khi mà mình bắt đầu thuê lao động, ngày hôm nay mình bắt đầu thuê người, tức là ngay lập tức mình đã phát sinh nghĩa vụ gì ạ? Trả thu nhập. Phải trả nghe không? À đúng rồi, phải trả luôn. Nhưng đối với cả thuế thì người ta lại không dựa trên cái nguyên tắc dồn tích đấy, mà người ta dựa trên nguyên tắc là gì ạ? Tiền mặt, tức là khi anh thực tế trả tiền cho người lao động thì lúc đó là phát sinh trả thu nhập, và lúc đó mới bắt đầu tính là phát sinh nghĩa vụ thuế. Đó. Cho nên cái đầu tiên mà tôi muốn làm rõ cho chúng ta đó là cái trách nhiệm tự khai, thì mình phải khai ở thời điểm nào? Mỗi sắc thuế thì có cái cách xác định cái
nghĩa vụ thuế này, cái thời điểm mà phát sinh nghĩa vụ thuế này là nó là khác nhau chứ không phải là giống nhau đâu ạ. Cái thứ hai, ở đây chúng ta cũng phải làm rõ câu chuyện. Một số anh chị có trao đổi với tôi những cái tình huống mà nó mang tính chất nâng cao ấy, thì có vẻ như chúng ta vẫn chưa làm rõ được cái câu chuyện này. Đối với cả cái hành vi nộp thuế, hành vi thực hiện nghĩa vụ thuế, hành vi thực hiện nghĩa vụ thuế, để thực hiện được cái hành vi nghĩa vụ thuế này, thực hiện nghĩa vụ thuế này, thì luôn luôn là chúng ta phải có hai hành vi. Hành vi thứ nhất đó là hành vi gì ạ? Hành vi thứ nhất là hành vi gì ạ? À, hành vi khai, đúng rồi, hành vi khai. Chúng ta lập tờ khai thuế giá trị tăng, đấy là chúng ta đang thực hiện hành vi gì ạ? Hành vi khai. Rồi từ cái hành vi khai đó, nếu phát sinh nghĩa vụ thuế thì lúc đó chúng ta mới thực hiện việc là gì ạ? Việc nộp, việc nộp. Cho nên mọi người nhớ cho tôi này, nếu mình không khai mà mình chỉ nộp thì cái tiền nộp đấy là sao ạ? Là vô nghĩa, là vô nghĩa. Nó giống như kiểu này, là chúng ta nhặt được tiền mà, chúng ta nhặt được tiền, chúng ta ghi nó vào thu nhập gì? Ghi vào thu nhập gì ạ? Chả biết ghi vào thu nhập gì đâu. Đừng có nói là khác, đừng có nói là khác. Thế cho nên nếu như với thuế quay thôi, nếu như chúng ta không khai mà chúng ta nộp, trên hệ thống nó có đấy, nhưng mà nó cơ quan thuế hoàn toàn sẽ không hạch toán, không hạch toán cái khoản đó. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới nhớ này, nhớ cho tôi, đó là khi mà có một khoản thuế nộp thừa, khi chúng ta phát sinh một khoản thuế nộp thừa, hay chúng ta đang muốn đòi lại một cái quyền đòi nợ nộp thừa, thì luôn luôn là cơ quan thuế sẽ căn cứ vào tờ khai chứ không căn cứ vào số tiền nộp. Lấy ví dụ nhá, lấy ví dụ này.